Hello anh em Võ Lâm trên kỳ 2 nhá. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại clip tiếp tục của mình. Chúc toàn thể anh em buổi trưa vui vẻ. Thì dạo gần đây có rất nhiều anh em hỏi mình về có áp Thiên Long Quyền nào hay là có một hệ phái nào của tầm trung để đi đánh chiến trường tầm trung. Như anh em biết là Vinagame có mở chiến trường pháo tầm trung vào lúc 9 giờ hàng ngày. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một Thiên Long Quyền, có thể nói là với cái giá tầm trung và nó cũng khá là phù hợp để cho anh em múc về được comeback BK. Đặc biệt nó là chuyển sinh 19-8 anh em. Bởi vì nếu mà anh em để chuyển sinh 19-9 thì sẽ không đi được tầm trung, kể cả anh em chưa hóa cảnh nhưng mà chuyển sinh 19-9 thì không đi được tầm trung. Mà bắt buộc là cao nhất của anh em chỉ là chuyển sinh 19-8 thôi. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em một Thiên Long Quyền tương đối là chất lượng, khi mà đồ đạc của em ý là không phải, tương nhiên là không phải là những trang bị cao nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, nhưng nó là vừa giá tiền cũng như là khá là ok. Thì em này ở với server Quán Hổ anh em nhé. Server nào thì không quan trọng, Vinagame thì còn khoảng chục cái server thôi. Server nào cũng quan trọng, quan trọng là đồ đạc cũng như là về những cái thứ F3 của ác. Đầu tiên là về thú nuôi thì ác này vâng sở hữu trên mình ba con pet 7 từ chất 80 ấy, già nghe ok đấy. Con này thì chưa phục sinh pet lần 2, chưa phục sinh pet lần 2, có pet 7, pet 7 vô cùng 150, phá địch 150 rồi. Có một con 7 ba con pet 7 mà đấy, 80 này. Quan trọng nhất là cái con này, vô cụ 150 phá địch 150. Nó là thể loại bét cao nhất của hiện tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2 rồi, bét 7. Thứ hai là về chuyển sinh 19-8, 900k chân khí. À, trước khi mà review thì tôi sẽ nói một cái điều đặc biệt. Ác này đã tiêu 1k2 thiên kiêu lệnh rồi, đã tiêu max rồi, đang làm cày cốt rồi anh em ạ. Đang cày cốt tiêu max rồi. Thì anh em chịu khó đi cày các thứ là có thể nhận châu 7 hoặc là các thứ thôi. Nói chung là ok đấy. Quan trọng là tiêu 1k2 thiên kiêu lệnh rồi. Anh em thấy là chuyển sinh 19-8 này công trạng 144k. Hiệu 1 nhá, và chưa có một kỳ hiệu chưa có một kỳ hiệu lên server nào. Hiệu 1 chưa có một kỳ hiệu lên server nào. Kinh mạch thì 900k chân khí và ác này kích mạch mạch ngoại 4 à. Kích giảm thời gian thọ thương 80% mà. Đấy. Mạch 5 nội công. Đây là bảng kinh mạch nhá, anh em. Đây là về bảng F3 thì anh em nhìn sơ qua cũng có thể thấy là một set trang bị sát tinh, full sát tinh 6 món. Về cái quan trọng nữa, tôi thấy cái quan trọng đó là khi một ác mà Thiên Long Quyền ý mà tầm trung ấy thì anh em rất là quan trọng đến bét, với cả có thể là kim xà, không phải là cao nhất, không phải là kim xà 7, nhưng cái quan trọng rất là quan trọng đó là về phần tín vật. Bởi vì về phần tín vật là anh em cần phải thời gian và kiên trì làm nhiệm vụ bang. Còn ông nào muốn bỏ tiền ra một phát mà lên tín vật 20 thì phải bỏ khoảng 20 triệu mới lên tín vật 20. Đấy. Bét 7 này, đấy, quan trọng bét 7 cao nhất rồi và tín vật 20. Rồi, về trang bị thì anh em thấy đồ cộng 11 12. Có hai món cộng 7 đó là bao tay với cả áo choàng kim sa. F3 chưa có hiệu là đam là 15k. Có hiệu anh em chịu khó cày hiệu nữa thì đam nó sẽ rơi vào khoảng 17k. Đấy. Mặt nạ sắt tinh. Vâng, anh em có thể thấy là nó sắp tinh, đá 2, đá 6, 1, đá 5, cộng 12, công kích nội công, tỷ lệ phòng ngự nội và sinh lực tăng 16k. Áo với quần, áo thì 1 đá 6, 2 đá 5, cộng 11. Đấy, quan trọng là đã trên cộng 10 rồi thì khi... Ngoài, đây là dân chơi này, này anh em, dân chơi này. Úi trời ơi, bố này bố đập theo kiểu, bố đập đồ theo kiểu đó là... Chủ ác đập đồ theo kiểu là không cần phải đại định hồn. Vẫn lên được cộng 10, kính chất lượng đấy. Vâng, chọn óp chuẩn rồi anh em, chọn óp chuẩn này, quần 2 đá 7, 1 đá 6 nha anh em, 2 đá 7, 1 đá 6. Tốc di chuyển. Tốc di chuyển hai món tốc di chuyển món sinh nhật, vậy là chuẩn BK rồi đấy. Chuẩn BK rồi. Cộng 11. Cầm ngọc sắp tinh. Ngọc đầu tiên là full đá 7. Đá phòng thủ bảo kích anh em ạ. Full đá 7 bảo thủ bảo kích. Nội công này, tỷ lệ phòng ngự nội và hiệu quả thương dược. Cặp ngọc sắt tinh trên thị trường thì bây giờ nó cũng phải có giá khoảng hơn 1 triệu. Ngọc thứ hai, nội công, tỷ lệ phòng ngự nội, hiệu quả thương dược, một đá 7 và hai đá 6. Đấy, cặp ngọc sắt tinh, hiệu quả thương dược rồi. Bao tay sắt tinh cộng 7, nhưng cái đam nội kích của nó là 970 thì đã, nói chung là đã tẩy rồi anh em ạ, đã tẩy, đã mài đam rồi, anh em yên tâm chỉ việc cộng đồ thôi. Có thể nói anh em thể thấy là hai đá 6 sát thương đúng không ạ, và một đá 7 công kích nội công. Tín vật 20 rồi.
ngoại trang mặc trên mình đó là ngoại trang của Linh Tám anh em nhá, nón chuyển sinh 10 đi theo hướng hổ tử của Linh Tám này, nổi kích này, anh em thấy ngon chưa? Đầy đủ rồi, xếp văn sức cấp 3, xếp văn sức cấp 3, chuẩn hệ đủ hệ 5 món. Ô đầu tiên cộng 10 nối công gân cốt công kích. Thì ở đây ác này có làm nhiệm vụ cốt và có cả văn sức hoàn mỹ cấp 3 đấy anh em có thể chọn lại thành công kích nội công cũng được, cái đấy là tùy anh em. Và chọn văn sức cấp 3 thì anh em tiêu hao thêm một kim lệnh và thiên càng lệnh. Ô thứ hai là công kích nội công cộng 7. Ô thứ ba công kích nội công, hai ô cuối là điểm vô cụ. Điểm vô cụ nha anh em. Nói chung là ok rồi. Về kim xà. Vâng. Nội phòng hiện tại là 82%, tương đối là ổn. Kim xà thì đầu tiên đó là áo choàng đã tẩy tạm ổn rồi. Đã mở khóa 12/12 cả ba món. Gân cốt sinh lực tăng, phòng thủ bạo kích, nội công tăng 21%, chỗ nó tẩy ổn rồi, tạm ổn. Phòng thủ bạo kích, nội công 80, nội công tăng tận 18%. Ba là cái giày, giày tăng sát suất giảm tổn thương. Đấy. Về mật tịch chờ, úi giời, cuốn này hình như là tôi thấy ác này, ác này cũng 3 dòng 97%, thế giống giống ác nào nhỉ? 3 dòng 97% anh em, 10 thành 4 phụ lục, anh em xuất 6 ô nhá. Thì ở đây vác tiến cấp vô ảnh của nó là vác trung bình 5%, vô cụ cũng 92 điểm. Đấy. Và cái cuối cùng thì mình sẽ review cho anh em về cái set châu. Set châu của ác thì tôi nhìn thấy viên đầu tiên khả năng là nhật dương cấp của, à không, nó là nhật ngũ uyên. Cái set châu có thể nói là sát thương 300, nội phòng 11%. Ui dồi ôi, đây rồi xét châu. Ôi tôi nhìn qua xét châu khá là ngon anh em ạ. Nhật Ngưu Yên nội phòng 11%, kịch giảm nội phòng hẳn 11% luôn. Viên hai là thần khốn đơn giảm bạo thương 10% và sinh lực tăng 19k. Có thể nói là viên này mà giao dịch được bán lẻ thì viên này cực kỳ ngon, sinh lực 19k giảm thương 10%. Viên thứ ba là Đông Ngự Kinh, ui nội phòng 11%. Vậy là hai viên nội phòng 11%, 22% rồi. Ui, x3 33% anh em ạ. Ui, viên thứ tư là Sơn Ngọc Chướng cũng nội phòng 11% luôn. Trời, mẹ ác này nó trừ thủ thì thốn thôi rồi luôn. Viên Sơn Ngọc Chướng này nội phòng 11%. Viên thư là Thu, điểm vô cụ 60. Đây là sách châu lẻ anh em nhé. Viên thứ năm là Vũ Linh Trạch, giảm bạo thương 8%. Viên cuối cùng là viên Xương Y Tiết, bỏ qua giảm bạo thương, hiệu quả thương dược và tốc độ. Ui, trời ơi, nói thật với anh em là ác này BK11 rất là phê. Tại sao phê thì đây, thứ nhất là ác này có xét châu trừ thủ giảm nội phòng tới 33%. Cái thứ hai là có những cái viên châu lẻ đều là những cái bộ châu rất là ngon, giảm tổn thương này, sinh tăng này, viên thu này, điểm vô cụ này, viên Vũ Đinh Trạch này, giảm tổn thương này, thể lực này. Đã. Và viên cuối cùng là xương vi tiết. Tôi thấy cái xương vi tiết mới là kinh khủng này. Viên xương vi tiết bỏ qua giảm tổn thương, tốc độ chạy 13% ạ, hiệu quả thương dược tăng 7%. Ôi trời ơi, có thể nói là cái set châu cũng lẻ nhưng mà rất là tuyệt vời. Vâng, bỏ qua giảm tổn thương, tốc độ chạy 13%, anh em có thể thấy chạy nhanh không? Không có cái gì chạy nhanh không? Đó. Để cháp châu là anh em, cháp châu. Ngon đấy. Đấy, set châu. Ok đấy anh em ạ. Về đá quý thì ác này còn khá là nhiều đá quý anh em ạ. Này, huyết chích thạch này, nguyệt bạch thạch này, hổ phách phách thạch này, và hắc rượu thạch này, rất là nhiều đá quý thuộc thuật ví dụ thoải mái cho anh em lên phá hồn luôn. Ở đây thì đây anh em có thể thấy này, về trang dương thủ khố này, dương thủ khố thì anh em có thể thấy này, đây bày bán nha, còn lắc đây, bày bán còn lắc đây, dương thủ khố này, đồ hào hiệp vô hạ ẩm huyết này đầy đủ. Kim xà 4, xà 5 này. Đây, anh em có thể thấy là ở đây thì ở trong thủ khố còn hai món sát tinh. Hai món sát tinh anh em, hai món sát tinh. Đây là món trang bị sát tinh, đây đầu mới cả đây là quần. Thì anh em cày thêm năng động là có thể lấy được áo, là ba món này anh em có thể đổi lấy phá hồn mà không bị mất những cái món sát tinh này. Đấy. Đây rồi, bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra cho anh em xem điểm năng động của ác này. Thì điểm năng động của ác này thì kiểm tra thiên kiêu lệnh trước thì đã tiêu một K2 rồi, tức là mắc rồi.
Thì ở đây còn cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ tích lũy thuộc tính. Nhiệm vụ tích lũy thuộc tính hiện tại là chưa có làm được, bởi vì là thiếu công trạng thôi. Thật ra thì cày công trạng quá đơn giản, anh em chỉ cần bỏ ra một ngày anh em tầm khoảng bỏ 5 cái quân công vinh dự là anh em cày được, đang là 144k công trạng là anh em cày lên được 250k công trạng rồi, rất là đơn giản. Tóm lại là điểm năng động của ác này hiện tại đang là 22.430 điểm đấy, và hoàn toàn là anh em có thể cày được cái mức cao nhất 35k và lấy được hai bên trường 7 đấy. Nhiệm vụ hướng dẫn này, nhiệm vụ hướng dẫn thì hiện tại là ác này gần như đã hoàn thành hết sạch rồi đấy, hoàn thành hết thành rồi. Nhiệm vụ bang hội này thì còn nhiệm vụ nộp điểm cống hiến với cả nhiệm phần thưởng bang hội bi danh. Cái này thì cũng đơn giản thôi, nói chung là quan trọng nhất vẫn là cái phần tiêu phí thiêu thiêu quy lệnh 1k2 thì đã tiêu rồi đấy. Còn lại thì anh em chỉ khó làm nhiệm vụ ngày, thì chúng ta sẽ nhiệm vụ hàng ngày đấy, thì chúng ta sẽ được chịu khó làm thì sẽ được 35k, và anh em thích thì tôi sẽ giúp anh em làm nhiệm vụ cốt. Nếu anh em múc về không có thời gian làm thì tôi sẽ hỗ trợ anh em làm nhiệm vụ, à tôi sẽ cày cho anh em nhiệm vụ cốt. Giá của ác này thì đó là trị giá là 4 triệu 700 ngàn đồng. Full nát là trị giá 4 triệu 700 ngàn đồng, nó khá là ok. Và nguyên cái phần từ bỏ ra thiên kiêu lệnh để tiêu đã là mất 2 triệu tư rồi, hơn 2 triệu rồi anh em ạ. Trị giá của ác này là 4 triệu 700 anh em nhé. Full đáp. Có cái sắc trâu giảm đội phòng 33%, khá là ok đấy. 33% cộng với bao tay 20% nó sẽ là 53% đội phòng đối phương. Kết hợp với La Hán nữa, La Hán ác này là bao nhiêu? Đó, để mình xem La Hán đấy, La Hán quyền ác này 25%. Vậy 53 cộng với 25% là chúng ta có 80 mấy% rồi. Còn trừ thủ đối phương là gần như là hết rồi đấy, trừ thủ đối phương gần như là hết rồi. Và anh em nào kết thì inbox mình nhá, 4,7 tầm trung. Quên rồi, soi cho anh em về mặt tích tụ khí, và tích tụ khí của nó là 95%. Anh em tụ khí được 14 trên 14 rồi đấy, được hỗ trợ mặt tích 5%, và đây có cả mặt được yêu kích cao cấp tấn thứ bao chứa pháp đây, ép ở chibi đấy, đầy đủ, nói chung là đầy đủ rồi. Quần áo tụ khí này đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Chắc là đầy đủ rồi anh em. Áo lô hổ tướng này đấy. Nói chung là anh em chỉ cần cày lên 250k công trạng khoảng 300 nghìn thôi là anh em nhận thưởng được mắc rồi cái phần tích lũy thuộc tính đấy. Thôi clip của mình dừng lại tại đây, thank you anh em đã theo dõi. Anh em nào kết thì nhắn tin Facebook Zalo từ phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em và hẹn anh em các clip tiếp theo.